Ê. Quăng ra. Chạy 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 chạy. Ô. Trời đất ơi cậu. Cái thằng ơi. Sao nó không? Nè chứ trời. Cái mày nè quá vậy. Lúa có mọi người trên đây, cái này nó nạn lắm nè. Ô, mùa hông mùa kia nó đùa. Mẹ làm gì mẹ vui vậy? Qua mẹ à. Cô té mà bao vui vậy. Lỡ cái này cho cô nhóc nha con. Mẹ dắt được hả? Được. Được anh. Được anh mẹ đây. Con không tin là mẹ dắt được. Hello mọi người. Ngày hôm nay thì Trâm đây thu hoạch lúa với mẹ. Thì cái đám này là đang ở dưới gần đầm. Gần đầm là gần cái chỗ mà hay đi bắt ốc mò cua á. Thì cái chỗ này là hơi sai so với nhà. Và ngày hôm nay là suốt cái này là suốt giống như ngày xưa nè. Ngày xưa là suốt cái dài, mà ngày xưa là cái máy đọt á, chứ không phải là cái máy này đâu. Mà bây giờ mình có máy này, mình đổ xăng vô xong rồi nó tự quay cho mình, rồi mình chỉ cần suốt lúa thôi. Thì hôm nay sẽ là một ngày trải nghiệm đi cái túi với mẹ. Bây giờ thì làm thôi. Quăng ra. Chạy 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 chạy. Ô. Trời đất ơi cậu. Đôi dép nó trơn quá. Đây lủng hai lỗ đầu gấu rồi. Quà này nè, bà vừa là ăn chưa? Vậy? Thôi té. Cái này được gọi là đồ ăn nửa buổi. Cái bao tay của em, bao tay của em. Mua bữa nay cho thằng Sài Gòn về đi gạt mà. Không có một bóng mát. Đâu không bóng bạc như vậy.
Cái này là cái đầm nè. Cái đầm này là ngày xưa mà cô bắt ốc ở đây nè. Mà chưa anh mới bụi thì mai ta rủ nó về nước muối. Anh nước muối đi chứ. Nước muối là tao phải làm con lúa rồi. Đám này nè. Ủa cái đám nhỏ xíu mà. Làm được bao nhiêu là bữa xuống cái đám chặt củ rồi chứ. Làm được bao nhiêu là mấy cái gì mà ấn nhà một cái gì đâu. Có đem liền không? Coi như là xong một buổi của mình rồi đó hả? Liền, nó thiếu liền mà. À, chứ nãy mình đem liền không? Đây, nửa buổi nha mọi người. Đó, nửa buổi là trái cây với lại bánh nước. Mà sao không để gì, cho không để cho nó nhỏ cách đi cho nhỉ? Mấy nhỏ nó nhà ăn mì chị ơi. Không có đá hả? Chưa là chưa đá, chưa rửa xuống. Đá chưa có. Xin nhân cạn giới thiệu, đây là đám lúa của Rickit Nguyễn Tính. Tại sao gọi là Rickit? Tại vì bây giờ em mà có nhiều lúa người đó giàu vậy thôi. Mẹ Tính đang rất là nhiều lúa. Lúa đồng lên mà. Tính già nhất luôn. Lúa có nhiều. Dạ xuống liền đi. Mình tụ tập như vậy có được gọi là tụ tập đông người không? Quá đông. Đi gạt mưa. Quá đông. Tao má. Không muốn má phần nhiều của nó, muốn cái tao má. Má là má phân dịch đó hả? Thằng quỷ. Thằng quỷ lạ ta. Bà ba đó, bà đó. Bà tâm ba, bà xuống bà ba ở trong đó đi là có hình nè. À, bây giờ đi cắt lúa nè mọi người ơi. Băng á. Ừ. Là trang cái vàng trong đoàn gặp lúa. Nó còn mát mát rồi thấy ấn không tiễn. Đấy. Nó sửa rồi. Nó lấy cho đâu? Ủa trên kia mà nó còn xanh. Hậu sắm máy là nhiêu tiền? Hay là điện máy hồi đó. Hay là điện rưỡi. Chỉ giòn. Qua, hay là điện rưỡi hồi đó nửa cây giòn chứ. Nửa cây hả? Ờ, hồi có nam trăm chỉ thì. Để mẹ đem trở lên chị luôn tặng bón. Trở lên chị luôn tặng bón. Nghe tay vào đánh mày cái rút đây. Chơi giật đi ngủ rồi. Chơi không đổ là tao xuôi. Bữa hai lên chưa? Đây, con hái đây con giật đi. Ê, nó quay cái đất bây giờ. Rồi, cho nó xuống xanh. Nhìn này ra xuống hả? À. Hai thấm. Không có mỗi hồi. Thầm bữa cái dài của ra đây. Bữa dài của ra đây. Lâu quá mà không ngủ mà. Cái đây này có bô đây này chứ. Đây có dùng dạng bô đây ra. Ừ. Cái trời đúng mà nó.
rớt đi điện rớt được trơn rồi. Đâu mà rớt được. Đồ lũng. Đây nè con. Cây. Cây dạy nó đâu không? Đây nè cây dạy nè. Cái này dạy mạnh hơn. Ra đâu rồi? Bỏ sao lại vậy? Mày mệt quá. Mày quá à. Quá chạy đậu rồi thiếp ơi. Thằng nhỏ đi cắt lúa đi bà đậu chi. Nhỏ đi cắt lúa. Ba không bắt đi cắt còn năm lớp Nam á. Năm lớp Nam là đi cắt rồi chứ không hả. Mưa mưa. Cắt thì ít mưa. Thở thì nhiều. Ở đây chính hiệu là chính ông hiệu. Bù, bù, phát được. Chính bù. Hiệu là Sài Gòn là ông Tú và ông cắt cái ớt không? Ừ, nhanh dữ vậy. Yeah. Chưa bỏ cuộc mà. Không nghe đi cái lúa mà bọn quần đùi như ổng rồi trơn á. Coi kìa. Nó lúa nó sót chết rồi chi. Đưa lại gì nó ứa lại. Cảm nhận của anh sao anh Tú? Ôi trời, quá đỏ. Quá đỏ nè. Thằng Sài Gòn kêu đỏ. Lâu lâu về đỏ thím. Chứ cắt hoài chắc ngó cái cổ luôn. Nấu cho gòn bây giờ có má rồi chứ hồi xưa cũng thấy nhà nội con đi để tụ tập nhiều qua lại chấm ra nó kêu tụ tập mà đem cái bình qua đây luôn anh Tú ơi. Làm bơi lỡ không đá nó bừa nó đâu có đáp lên mẹ lò mẹ đáp lên làm bừa đáp em ơi cô giáo quá ngào ăn nè không nghĩ đi mà nghĩ cát lên lấu đây đi về không cát nữa mà. Mẹ đưa con cái rổ đó mẹ. Đây đây đây. Về rồi bay lấy tiền mua nhi bay lấy hơn một đồng. Mệt quá. Ừ. Cái ăn bao nhiêu mà ăn nhiều quá he. Sao rón dữ he. Nghĩ tỏ. Đây lại đây cho con. Ăn con. Ô dữ hảo dữ hảo. Coi chi bỏ lâu quá nó cũng lục nghề chi. Mới gẹt cho thằng Tè hôm thứ bảy. Lâu mày đi gẹt quà chi lúng rồi mày đi miết rồi ta. Còn tí xíu lắm nữa là hết rồi. À, lòm lên khúc một phía bên đây để nó lùa con. Rồi sao? Mấy cái đoạn này em cát giùm chị nha. Mẹ mới tiết lộ trơn nào. Cái gì con? Biết rồi, con nói hoài. Nói sao máy nó quay được. Nói kêu gạt nó bao nhiêu, ớn mẹ luôn á. Mấy đoạn này về cát nha, nó thiệt á. Ừ. Đó, nãy biết ông phán cái gì lên mẹ kêu tụi ba chứ. Nó về nó được rồi nó bỏ ông rồi. Thôi ngồi vô đi. Ngồi vô ăn lẹ làm về nè. Để nén mà. Ngoài mình đừng tính má bà đó có cái đường đó đi không?
vậy lúa mới lên á, lúa xinh nữa mới lên. Còn... đây, bún mắm đây, ăn bánh mì thì ăn bánh mì. Anh ăn bánh mì đi. Ăn đi con, bánh mì đi. Muốn ăn gì đó ăn. Ăn bánh mì rồi đặt ruột. Ăn đi chứ không trả công đâu nghe. Bóc số 2 lấy bánh số 2 luôn hay lắm. Bánh mì ăn có số thứ tự nữa. Ăn đi, ăn bánh đi. Ăn đi, ăn đi. Đây. Con ấy chú ăn đâu con. Đâu? Ê đâu nữa. Đây em này để cho nó. Đây con. Quay miếng dừa. Để mới ăn ổ bánh mì rồi. Tính là chị bèo xuống ăn nửa buổi xuống chơi lúa vậy. Ấy mà chị bèo quá mà. Xuống được ôm rồi đó. Lúa chưa có xuống chơi lúa. Đây xuống hơi nhiều quá ba. Dạ đi. Đâu tè đâu? Không đâu ngầu vô. Có à. Ba đứa ăn đi. Tè. Tự nhiên cái đống tiền gần sống bay không gạt xanh nữa. Nó còn xanh. Xanh lại. À, sao ăn đi mà. Để đây khiên đi cho được. Xanh như đám đây nè. Nó trụ nó. Xanh này cho nó chứ lộn lũa mà. Lũa xanh cái gì cho nó lũa mà. Chưa ăn thử một cái ngón cỡ. Mà nó xanh. Dạ lưng ra là nó giỡn. Ai qua khiên lên đi chậu ư. Khiên lên đây hả? 30 kg. Cái này bao nhiêu? 35 kg. 35 kg bạn ơi, một người chứ đâu mà. Tới 35 kg. Nó tới 35. Hơn 35 kg luôn á. Lú ướt nghĩ sợ tận. Cắt tặng ơi. Sao nó không? Nè dưới trời. Cái mày nè quá vậy. Lú ướt có mọi người cho nên cái này nó nè lắm nè. Ô mồ hôi một kia nó đùa. Mẹ làm gì mẹ vui vậy? Qua mẹ à. Tôi té mà bao vui vậy. Được lên lại đây. Con không tin là mẹ dắt được. Đưa lên nhiều người thắc mắc là tại sao là lộn. Nhiều người thắc mắc là tại sao bây giờ hiện đại rồi, thời 4.0 rồi, có máy liên hộp gì cho anh tè. Suốt liên hộp. Ê, máy suốt liên hộp đó. Cho nó khỏe chứ suốt vậy cho nó cực. Thì bây giờ mình suốt cái này mình đỡ được tiền đúng không? Nó bà con ra đồng đừng vận động nắng đồ bớt cho nó đỡ chết virus. Hồi sáng giờ tiền quá trời. Sĩ ngày là nó muốn bỏ một đứa luôn không? Nói chứ về đây lâu lâu mình xuống cái này á cho ông lại kỷ niệm xưa mọi người à, chứ còn bây giờ thời hiện đại rồi người ta xuống bằng máy liên hợp hết kìa, khỏe lắm. Nó xuống rồi nó ra rạ hết rồi lúa ra lúa rạ ra rạ hết. Rồi trở về mình chỉ việc trở về thôi. Còn đây là đâm đơn té hiện lẹ cái cảnh ngày xưa đi gạt. Đó, nó cực như vậy đó, kiếm ra được hột lúa hột gạo đó, nó khổ lắm chứ đâu có đơn giản đâu. Không có sung sướng đâu. Để mà làm được một cái đám ruộng như vậy mọi người là nó trải qua rất là nhiều quá trình. Từ đầu tiên là cái gì ấy? Bam cái đám ruộng. Xong rồi đi xọa, đi kéo chứ. Rồi đi làm rãng rồi nọ, xong bắt đầu xọa, ủ lúa xong rồi xọa. Xạ xong rồi đi vẽ lúa nè, xong nó mạt lên rồi ta nói phun thuốc hết đợt này tới đợt kia, sâu rồi rầy rồi đủ các kiểu hết. Rồi đi canh lúa nè, lúc nào thì thả nước vô, lúc nào thì hả tháo nước ra, vô đủ kiểu hết. Thì mới xuống con tợ không biết chuyện của tao, người ta đừng sao rồi nó lên cái da vậy gặp xuống gặp đâu trời ơi. Nó làm trống ra rồi nó rút ra rồi nó làm chặt chứ. Chắc quấn lộn á. Gấp mấy vòng lộn nào. Lên đầu tay đi chứ. Từ sóng rồi xuống đây rồi đó. Ở chắc mãi lúc bên đây nè. Lúc bên đây nè. Đậu cái máy kia mới lúc bên đó chứ. Mở đâu con. Bỏ máy cho nó kia không nổi rồi đặt cái máy. Cố lên, ăn theo à, cố lên. Đó, trời cho biết cực chứ biết khổ với người ta. Cái còn cái bao lên kia đó kìa mẹ. Mà đứa chồng vậy đó. Không. Mày đứa qua bên đây nè, bên 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 đây.